ơi, dịch luôn nè. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay chào mừng mọi người quay lại với kênh của Thịnh TK các bạn. Thì hôm nay thì Thịnh sẽ chỉ cách hướng dẫn các bạn đóng cá mùa mà nóng như thế này nè. Cũng như có bữa trời thì trời mưa, có bữa thì trời nóng á. Thì Thịnh sẽ hướng dẫn các bạn đóng cá nha. Ok. Thì Thịnh có bình oxy tươi các bạn. Đây, đóng mỗi con một bọc thôi các bạn. Cái này là Corex E đó các bạn. Này, Thịnh bơm oxy vô nha. Thì mùa này á, anh em nên là đóng nước hơi nhiều nha anh em. Tại vì nắng nóng á, mình đóng nước hơi nhiều một tí cho con cá nó khỏe anh em. Mình đóng, có những trường hợp mà mình đóng nước ít quá anh em thì con cá nó sẽ bị giống như bên gúp bì thì mình không biết, nhưng mà bên beta là nó dễ bị bể bóng các bạn. Đó. Này là coi xe thu Amino các bạn. Amino coi xe thu bị bóng các bạn. Mà anh em nên đóng cẩn thận là hai bịch nha anh em. Thì một tí nữa Thịnh sẽ trồng thêm cái bịch hai nữa anh em à. Đây. Đây là tím nha bạn. Con này đẹp lắm à. Đây các bạn. Nó bùng ghê lắm. Thì mấy con này thì anh em nào cần thì cứ inbox cho Thịnh nha. Thịnh chưa có đăng lên YouTube đâu. Mấy con này cũng như những người đã biết Thịnh qua Facebook á anh em. Mà anh em nhớ qua Facebook nhắn tin để mua cá cho ủng hộ Thịnh nha. Thịnh có bán đăng trên YouTube, Facebook nữa đó. Không biết bữa nay Thánh Sàm nó qua đây chơi không các bạn. Sao chị sáng giờ Thịnh không thấy Thánh Sàm luôn mà. Nè, mình bắt đầu đóng bọc 2 nha anh em. Cái này cái ưu điểm của đóng bọc 2 á các bạn là mình đóng con cá nó không bị khép tóc vô cái góc của cái bọc để nó dễ. Nếu mà mình không đóng bọc 2 á, con cá nó dễ có thể là nó chui vô cái góc bọc mà nó chết các bạn. Cái thứ hai nữa mình đóng bọc 2 để cho nó an toàn cho cái bọc cá của mình. Nếu mà có da đập mạnh á các bạn thì con cá mình vẫn nó an toàn trong cái bọc nè các bạn. Nếu mà mình đóng bọc 1 thì nó hiu lắm bạn. Lúc trước Thịnh hồi mà Thịnh mới bắt đầu mà ship cá đi xa cho anh em á, Thịnh cũng đóng bọc 1 á anh em, mà chua lắm anh em ơi. Đi thường hay là nó bị chảy hay là nó bị bể anh em. Bây giờ rút kinh nghiệm Thịnh đóng 2 bọc cho anh em rất an toàn. Dù anh em mua một cặp cá nhưng Thịnh vẫn đóng gói là tiêu chuẩn của Thịnh là 2 bọc nha anh em. Thì anh em có cần Thịnh hỗ trợ về những cái gì liên quan đến lĩnh vực cá rút bì và cá beta thì anh em cứ comment hoặc là cho Thịnh ý kiến nha, để Thịnh làm những cái clip tiếp theo cho anh em nha. Thì bữa nay ở cuối clip anh em nhớ coi hết cuối clip nha anh em.
Thịnh có một bất ngờ dành cho anh em ở cuối clip đó. Thì một hồi mình sẽ gói giấy nữa nha anh em. Mình mùa dịch này mình đóng cá nên mình nên cẩn thận tí. Đó, Thịnh đóng chuyên nghiệp không? Chuyên nghiệp. Đóng rất là nhanh luôn. Hồi bữa con thánh sàng nó phụ anh em. Thì sẵn đây anh em nào có yêu thích thánh sàm á, nhớ qua kênh của thánh sàm đăng ký nha anh em. Thánh sàm có cái nick YouTube là Lâm Vũ anh em, Vũ thánh sàm anh em nhớ nha. Nó mới tạo gần đây thôi, Thịnh kêu nó tạo để có gì đăng clip lên cho anh em xem. Đây coi cái e giờ Thịnh vẫn còn có còn bán nha anh em. Đây một cặp 300 nha anh em. Đây giờ là tới phần Thịnh gói giấy. Thì giờ mình sẽ tới công đoạn mình bỏ cá vô thùng nha anh em. Thì cái miếng giấy báo á, giấy nhiệt trình hoặc là giấy A4 rồi đó, mình nhúng với nước nha anh em, rồi mình quấn nó lại như vậy nha, rồi mình bỏ vào thùng vậy cho nó an toàn anh em à. Còn anh em nào mà không có giấy á, thì mình sử dụng lá chuối nha anh em. Lá chuối cũng rất là ok á. Thịnh thì Thịnh đóng như vậy cho nó chắc chắn. Mấy bữa trước mà Thịnh không đóng ba cái này á, đi trời nóng á, cá nó bị chết, mình phải đền lại cho anh em á. Đây đó. Như vậy là an toàn nhất anh em à. Này cái này sao còn vừa thùng này, thùng này thì Thịnh cắt ra anh em, thùng xốp thôi. Mình đóng thùng xốp cho chắc ăn. Có Thịnh có thấy nhiều anh em mà đóng thùng giấy á, nhưng mà đóng thùng giấy vẫn ok, nhưng mà nó có một cái là nó dễ có những va chạm hoặc là cái gì đó trong quá trình vận chuyển á, nó đụng phải nó dễ bị vỡ lắm anh em. Đây thùng cá nè anh em, ok ha. Giờ nó còn ấy thì mình chiên vào thôi đó. Như vậy là cá chống được sốc nữa anh em. Hoặc là anh em nào tốt hơn nữa, anh em mua cái miếng giấy mà nó chống sốc anh em, dành cho anh em nào mà đựng điện thoại đồ ship đi xa thì mình xài anh em. Rồi vậy thôi, giờ Thịnh đóng gói lại. Đây lấy cái logo thì dán vào đây rồi đi. Rồi anh em, vậy là đã xong phần nấu cá của mình rồi anh em à. Ok thôi mình đi giới thiệu một số dòng cá mà hiện tại Thịnh đang bán tại lúc bây giờ cho anh em nha. Thịnh sẽ giảm giá cho anh em nữa đó. Ok thì với Thịnh, dòng đầu tiên Thịnh bán trong cái video lần này đó là Blue Bass nha các bạn. Cái này kiểu đuôi Delta các bạn. Đây cá rất là đẹp luôn nha các bạn. Thì Thịnh đang bán với giá là 80k anh em, nhưng mà Thịnh sale xuống cho anh em còn 50k một cặp nha anh em. Một cặp chỉ 50k thôi anh em ơi. Thì cá đẹp lắm nha anh em. Màu xanh hy vọng nè, màu xanh của bầu trời chiến thắng. Ok anh em ơi, chỉ 50k một cặp thôi nha anh em. Thì bên Thịnh hóa đơn trên
300k là được reship nha anh em. Anh em nào mua trên quá đơn là 100k Thịnh đã ship cho anh em rồi nha. Ok. Thì Thịnh chỉ ship cho anh em ở trong miền Nam thôi nha anh em, tại hiện tại đang dịch á. Nên là vận chuyển đi ra miền Trung và miền Bắc nó khó khăn lắm anh em ạ. Dòng thứ hai đó là HBLU ghi bông sắt phin C nha anh em. Thì cá này Thịnh đang bán với giá là 300 anh em, nhưng mà đợt này Thịnh sale cho anh em là 200k một cặp nha anh em. Ồ, nó bơi đẹp bông tại bơi bốm luôn anh em ơi, tại bơi bốm sắt phin C luôn, cá rất là đẹp nha. Cái này thì Thịnh chỉ còn khoảng vài cặp thôi anh em. Ồ, rất là đẹp luôn. Dòng thứ ba đó là Bluetooth Bass ghi bông nha các bạn. Đây anh em, rất là đẹp nha. Cũng tai bơi bốm sắt phin C, tai bơi bốm bốm đụng đít luôn anh em ơi. Này Thịnh có khoảng 3-4 cặp anh em. Này Thịnh sale với giá là 300.000. Giá hiện tại Thịnh bán là 5 xị nha anh em. Nhưng Thịnh sale còn 300k cho anh em nè. Cá rất là đẹp luôn á. Chá đó, 500 Thịnh sale còn 300 anh em, nó đẹp lắm anh em. Dòm cái tay bơi của nó kìa, hết sảy con mà bảy luôn anh em ơi. Dòng thứ tư đó là wheel coi nữa các bạn, wheel coi sọt chứ. Ồ, cá đẹp lắm bà ơi, ngắn ngủn luôn, utono à. Cá này thì Thịnh đang bán với giá 60.000 anh em, nhưng mà đợt này Thịnh sale cho anh em giá là 40 nha anh em. Sáu chục mà Thịnh sale còn 40 cho anh em nha, 40k một cặp wheel gen sọt ghi bông, cá rất là đẹp luôn, u tù nâu màu thì hết sảy luôn anh em. Đây các bạn, thì đây là dòng thứ năm các bạn, full ron ghi bông các bạn. Thì dòng này Thịnh đang bán với giá là 200.000 một cặp anh em, còn Thịnh sale 50% cho anh em luôn. Những cặp này Thịnh bán với giá cho anh em là 100k nha anh em. Này thì số lượng có hạn anh em, nó khoảng được khoảng 20 cặp à, nó lên full dãy luôn anh em ơi, lú nhú tay bơi luôn. Cái này về mình nuôi thời gian nữa là có thể nó full luôn anh em à. Cá rất là đẹp luôn, đỏ cá đẹp lắm luôn, vàng khè luôn, chuẩn bị full này, full vẫy rồi, chuẩn bị lên tay bơi lú nhú hết rồi các bạn. Thì anh em nào cần chống ghi bông thì nhắn với Thịnh, hoặc là chống ghen gì đó thì nhắn riêng cho Thịnh nha. Ok anh em ơi, tiếp tục là dòng thứ sáu nha anh em. Dòng thứ sáu là gồng đỏ ri bông anh em. Thịnh đang bán với giá là 100.000 một cặp anh em, thì Thịnh bớt xuống còn 70k một cặp nha anh em. Đây, cái này là 70k một cặp nha anh em. Anh em nào mà mua quá đơn trên 300 thì Thịnh reship cho anh em. Nhưng mà anh em nào mua 100k trở lên là Thịnh đã có ship cho anh em rồi nha. Ok. Dòng thứ 7 anh em, dòng thứ 7 là Abino coi xe thu ri bông anh em. Rất là đẹp luôn. Thì cái này ri bông mà Thịnh đang bán với giá là 300, Thịnh sale cho anh em còn 150 một cặp nha anh em. Chỉ 150 một cặp ri bông, còn cá ren thì Thịnh đang bán với 100, Thịnh sale cho anh em là 80k một cặp nha anh em. Cá rất là đẹp luôn. Ôi dồi, nó bơi kìa, tung tăng bơi lượn luôn anh em ơi. Đó, rất là đẹp nha. Rồi để Thịnh quay thêm clip thứ 9, dòng cá thứ 8 đó là Corex E cho anh em xem nha. Ok. Đây anh em, dòng cá thứ 8 Corex E thì bữa giờ mình show cho anh em là show từ trên xuống, show top view anh em. Thì hôm nay Thịnh sẽ show ngang cho anh em xem Corex E nha, nó đẹp cỡ nào. Thì con trống này nó full lưng hết anh em à. Full lưng rồi. Con mái thì nó mấy mái này nó cũng gần full lưng hết anh em ơi. Cái rất là đẹp luôn.
này thì Thịnh đang bán với giá là 300k một cặp nha anh em. Ok, thì Thịnh đi nằm nghỉ một tí, buồn ngủ quá anh em ơi. Đi Thịnh đi nằm nghỉ một tí, đợi con hồi tháng sau nó qua chơi không. Ok anh em ơi. Hello tất cả mọi người, các bạn thấy khung cảnh này rất là quen thuộc không? Đó là nhà của một người quen của mình, là nhà của anh Thịnh các bạn ạ. Đang ngủ. Có bàn chân lặng lẽ giữa cuộc đời trôi nương kề trong bóng đêm, biết ngủ say chưa nữa. Trời ơi, các bạn nhìn nè, ngủ không mang khẩu trang nữa thì không biết là ý thức hay là sẽ chết nữa. Thịnh ơi. Ôi, ngủ một bệnh chim. Mình muốn làm gì không? Thầy đừng cái sự vật đi xuống. Để mình trả thù hụt của ông Tán mình. Thôi! Dịch tôi luôn nè! Cái gì? Tao đang mơ. Mẹ. Mới gì? Qua đây nào vậy? Ở quả? Qua đây, ở đâu qua? Ở bên Sài Gòn quá. À, bên Khẩu Trang luôn. Bây giờ á, bữa giờ cho Vinh nè. Ở như bên cái tu xá không? Đúng rồi, có tiếp xúc ai không? Không, an toàn. Đúng rồi, đây phá nha. Không phá, à quên, này. Trời ơi, mấy thằng kia nó quýnh em quá trời anh Thịnh ơi. Nào, quýnh mày. Đi. Nào quýnh mày. Nào. Đi. Nào quýnh mày. Mấy thằng trên kênh YouTube. Nó quýnh em. Sao nó quýnh mày? Tại biết sao không? Là em không biết chi quà sao nè cho nó phù hợp. Mày quà không... gì? Nó đòi quà. Quà nào? Quà 3.000 subscriber của kênh tụi mình nè. Hey y'all, come look at this. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. À, rồi sao? Kể tao nghe ơi. Thì nó cứ... Mấy người đó cứ nhắn tin hỏi sao không làm mini game. Vậy làm cho người ta đây. Nữa muốn làm nữa không? Làm đi, anh hỗ trợ cho mày. Nâu. Nâu gì? Nâu. Nâu vô mắt mày nghe. Chị ông nâu. Mày, tao nâu vô mắt mày bây giờ. Chị bay đi đâu, về đâu. Ở đây có yến bay rồi mà chứ ngông nào bay đâu. Con gà gáy. Trời ơi, dắt này dắt chèo rồi mà có gà gáy gì? Cái này nó gà nó chuẩn bị bay lên cây nó ngủ rồi. Ủa, gà ngủ trên cây hả? Ngủ trên cây. Mới biết luôn. Còn con chim là ngủ trong quần mày gà. Ê, vậy mà cũng có người nãy ngủ bệnh chim là tại chim bay đi. Chim của tao nó ăn no rồi nó ngủ rồi. Bây giờ biết làm phần quà không nè, chuyên quà làm sao nè. Đây tao chia cho. Đó, em có một mớ cá đem bên nhà qua đó. Rồi, ok luôn. Đó, thì chia sao ta? Cho đó. Anh em nào tham gia mini game nha. Cũng như tình chỉ cho anh em nha. Đây, có đây có thằng Thánh Sàm nó có hai con beta tua. Trời má ơi, con này black nhức nách luôn. Black là nhức nách luôn. Đẹp không? Trời, cái em nuôi đó cha. Black nhức nách luôn các bạn ơi. Còn con này là blue ế lộn. Bờ ghét. Con này là ghép blue là nhất con cu. Sàm xí đú. Nhất con cu là sàm xí đú. Rồi con này luôn. Ok dạ. Cái gì đây ta? Trời ơi, Albino sẽ thu ri bông. Coi Albino sẽ thu ri bông luôn. Sẽ thu luôn các bạn. Ừ. Giờ mình thấy luôn ruột gan phèo phổi luôn bạn ơi. Trời ơi, cám luôn á nghe, cám luôn á. Cái gì đầu đậm với giờ đẹp nha. Đẹp không? Đẹp, cái này tặng tao phải chết luôn.
Được 3 phần à. 3 phần nha. Bây giờ mày đăng lên kênh YouTube đó, rồi mày sẽ làm cái mini game nhỏ nhỏ tặng ba cái con cá này. Ok. Mình sẽ quay cái gam đùm gì đó, random. Quay random là ba số. Ba cái con số là anh em cứ comment từ 00 đến 99 thôi. 99 nha. Comment từ 00 đến 99. Anh em nào comment trước Thịnh sẽ tính những anh em comment trước nha. Còn anh em nào comment sau Thịnh sẽ không có tính nha. Với một điều kiện nữa, những cái comment mà sửa chữa là Thịnh không tính nha. Thì rồi, mình sẽ comment hai chữ số, và sau đó mình sẽ có số điện thoại và cũng như cái họ tên á mọi người ơi. Rồi. Là thôi, đơn giản tí đi, comment cái số, hai con số và số điện thoại thôi nghe mọi người, để Thịnh liên lạc, là cũng như anh em trúng mini game Thịnh liên lạc với số điện thoại đó để lấy địa chỉ và Thịnh tặng cái con cá này cho anh em nha. Ok, những người mà mình chỉ tốn phí ship thôi nghe anh em. Đó. Tại vì mùa dịch này Thịnh không hỗ trợ phí ship cho anh em được. Phí ship hôm qua Thịnh đi gửi cá nó mắc quá, gửi con mấy con cá mà 90 mấy ngàn anh em. Ôi giời ơi luôn. Đây thì đó, mình sẽ cá của mình đó các bạn. Đây cá của Thánh Sàm nè. Đó, đẹp lắm anh em ơi. Mấy cái con này vô chắc nó đá là bá cháy luôn á. Bá cháy địa luôn. Đúng rồi. Rồi, sao nữa ta? Là mini game rồi. Ok. Ok. Các bạn nhớ tham gia nha. Tham gia rất là đơn giản luôn, một người chỉ được lấy một tài khoản để tham gia. Đúng rồi. Tham gia bằng cách chỉ cần like và subscribe kênh cho tụi mình và comment phía dưới cái mini game là tên và số điện thoại của các bạn và số dự đoán. Đó, thì các mình sẽ mình và anh Thịnh sẽ random ba cặp số là từ 00 tới 99. Ok luôn. Ai mà ra số gần nhất và chính xác nhất và nhanh nhất thì mình sẽ trao cho người đó. Và ngày mấy kết thúc ta? Bữa nay nay là ngày 8 thì mình sẽ làm trong vòng 3 ngày thôi. 3 ngày là ngày tới... 11 các bạn. Ừ, ngày 11 số cho đẹp. Ok. Ok, chúc đó. Tạm biệt các bạn nha. Hẹn bạn gặp lại các bạn trong video sau của Thịnh. Bye bye. Chào tất cả các bạn. Nhưng một điều nữa Thịnh gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn nha. Thì các bạn nào đã ủng hộ mua cá Thịnh trong thời gian qua đó, thì những clip sau nữa đó Thịnh và Thánh Sàm sẽ làm nhiều cái mini game để cho mọi người xem hơn. Ok, bye bye mọi người.